Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ giới thiệu chi tiết thằng máy với mọi người. Thứ nhất là con Samsung Tab A8 nhé. Con này của nó là 987, bán người là 650 nghìn nhé. Ngoại hình con này thì nó hơi cá sấu, bán bằng giá màn hình của nó thôi. Đã bán giá màn hình thì cam kết mọi người là màn hình đẹp nhé, không xước và không có bị ám mố gì cả. Nên ngoại hình của nó thì cũng có bị xước răm và cũng có bị móp và góc dưới thì nó bị bênh nhé. Đấy, nó hơi bênh cái góc dưới này một chút này Đấy, màn hình thì đẹp không có một vết xước và cũng không có một uh, vết ám ố nó cả Đấy, hiển thị nét căng luôn à, trong veo nhé Đấy, máy tính bảng của samsung thì uh, nó có một cái ưu điểm là nó có thể nắp sim được Đấy, nắp sim thì vừa nghe gọi được vừa dùng 4 g được nhá ngoài dùng 4 g ra mình có thể nghe gọi được Đấy, nghe gọi như điện thoại smartphone luôn Đấy, nên nó có cả phím bàn phím bấm số thứ như điện thoại nhé Đấy, có này màn rộng là tám inch à, màn rộng tám inch nhé cấu hình thì nó cũng rất là ok ram của nó là 2 g và bộ nhớ là 32 mươi g tất cả chức năng đều ok hết mấy bữa trước thì em cũng có đăng bán những con máy tính bảng của samsung này nhưng mà cũng có một vài anh comment rằng máy tính bảng này không dùng được youtube nhưng mà anh đã nhầm sang những máy khác ví dụ như là những con máy tính của bảng của Apple như iPad 3, 4 các thứ thì nó sẽ không dùng được YouTube và những một số cái ứng dụng cơ bản nó không dùng được nhưng đối với những cái dòng máy Android chỉ cần nó chạy Android 6 thôi là nó cũng có thể dùng được YouTube rồi nhưng mà đối với con này thì nó nên Android tận là 11 cơ Android của nó là 11 nhé tất cả các cái ứng dụng nó đều cài được hết và đều sử dụng bình thường nhé Đấy, và em cũng có cài thử ở đây rồi có cài cả Facebook này, Messenger, Zalo, TikTok, YouTube nhé Đấy, em thử vào YouTube cho mọi người xem này đã lên Android 11 rồi thì những cái ứng dụng cơ bản này thì nó chạy rất là ok nhé Đấy, nó không bao giờ bị hạn chế bất cứ một cái ứng dụng cơ bản nào cả bởi vì nó chạy Android một đối với Android 6 thôi nó đã không bị hạn chế rồi Đó. Android 6 thì một số cái ứng dụng thì nó còn hạn chế nhưng đối với Android 11 thì gần như là không có một cái hạn chế gì đối với nó cả đây em vào thử tiktok cho mọi người nhé tiktok này nói chung là các cái ứng dụng cơ bản nó đều chạy ngon cả và tất cả các chức năng của máy thì đều ok hết và dòng máy tính bảng thì pin nó rất là trâu nhé pin cực kỳ trâu tiktok luôn các thứ đây nước rất là ok nhé nói chung là trong cái tầm giá 650 trăm nghìn mà nắp sim nghe gọi được mà xem youtube rồi tiktok các thứ ok thì nó nói chung là hiếm có cũng con mà tầm giá này nó chạy những cái ứng dụng như vậy được Vào một dòng máy tính bảng thì pin rất là trâu nhé đây con này cũng là con uh, tab a8 này con này uh, em bán cho người với giá là 700 trăm của nó là 247 cuối nhé 247 cuối này đây, con này thì ngoại hình thì nó đỡ hơn con kia một chút nó đỡ xước hơn rồi nó cũng góc của nào nó, nó cũng hơi bênh ở góc bên này, này. Đấy, hơi bênh một chút ở góc bên này À, hơi bệnh chút thôi, à, bán giống như 700, à, khá hơn thì em bán cao hơn 50.000 thôi màn hình cũng rất là đẹp nhé chức à, năng các thứ cũng rất là ok, chạy cũng mượt mà à, màn hình không có ám mố gì, giam 2 bộ nhớ 32 hết nhé chức à, năng các thứ đều ok hết à, con này thì à, em bán giống như là 750.000, email của nó 143 nhé à, con này thì bị sức giam, à, các góc thì à, không có bị bênh như hai con kia à, 750.000 nhé, à, màn hình có một vài bọt khí này hơi bọt một chút như hiển thị màn hình nó hơi ố nhẹ nhé nó hơi ố phần quang một chút hơi ố nhẹ thôi ram hai bộ nhớ 32 hết bán 750 nghìn này có lại là tab A8 này email của nó 585 bán 900 nhé Đấy, màn hình hơi xước móp một chút rồi Đấy, hơi xước móp một chút nhé Đấy, nhưng mà cái màn hình rất đẹp luôn không có bị ám mố gì cả Đấy, giam hai bộ nhớ 32 chức năng ok hết nhé em sẽ căn theo ông, uh, từng cái uh, ngoại hình mọi người uh, thích xấu thì nó chỉ cần chức năng ok thì là những con máy ngoại hình nó xấu còn uh, mọi người thích uh, ngoại hình đẹp hơn chút thì mọi người thêm một chút nhé như con này là 950.000 này uh, nó chỉ bị sưng một chút thôi uh, hơi sức giam một chút thôi nhé nhưng mà, mà cái màn hình rất đẹp luôn không có một vết xước và một vết ám màu đâu cả trong veo răm hai bộ nhớ 32 nhé chức năng ok hết này uh, con này cũng uh, 950.000, năm này email của nó là 433 nhé Y433 Con này uh, ngoại hình khá đẹp luôn Chỉ hơi sức nhẹ tí thôi Viền viết đẹp, màn hình đẹp Không có bị ám à, gì cả Trong veo luôn Giảm uh, hai bộ nhớ 32 nhé Bán người 950 000 này Còn con này là con Star 5 nhưng mà hộp của nó là hộp xoay 4 nhé Con này em bán cho người với giá là 1 triệu 350 Ngoại hình của máy thì gần như đẹp keng rồi Nâng đẹp, viền đẹp, chân sạc taxi có hỗ trợ sạc nhanh nhá, màn hình đẹp. Không một vết xước và cũng không có một vết ám ố nữa cả. Hiển thị nét căng luôn. ra con này nó là RAM 3GB nhá. RAM 3 g Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB. RAM 3 bộ nhớ 32. Phụ kiện thì có đầy đủ hết nhá. Củ sạc nhanh của Vsmart này. củ sạc nhanh 18W 3.0 nhá. Cáp sạc tai nghe, đủ cả. Nó chỉ thiếu miếng dán cường lực vỡ ốp thôi. Mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm mọi người miếng dán cường lực và ốp giá của nó là 1 triệu ba nhá không thiếu một phụ kiện gì cả Đấy, con này cũng là con Star 5 này con này em bán người giá là 1 triệu bốn con này thì nó có phiên bản cấu hình nó cao hơn con kia một chút Đấy, ngoại hình thì nhìn đẹp như nhau không có gì để chê cả Đấy, con này nó chỉ có khác là cái bộ nhớ lưu trữ thôi RAM này nó cũng là RAM 3 g nhưng mà bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 gb bộ nhớ của nó cao gấp đôi em bán cao hơn 100 000 nghìn nhé còn phụ kiện như nhau của sạc nhanh 3.0 này 18 w nhé dây cáp xà tai nghe đấy cũng được tạo, em cũng tặng thêm cho người là ốp lưng và miếng dán cương lực con này là con Star 5 này đấy, con này uh, phiên bản có hình cao uh, hơn hai con kia ra 4 bộ nhựa 64 nhé em bán cho người là 1 triệu 550 nghìn năm máy nghìn uh, máy Star 5 thì nhà em đều có hai màu màu xanh và màu đen nhé đấy, màu đen này Đó, đẹp kem luôn không có một tỷ vết đâu cả không xước không á mố gì cả ram của nó con này nó là ram 4G nên là bán cao hơn so với hai con kia. Đây RAM 4 này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64. Gì Phụ kiện cũng đầy đủ hết, Phủ sạc nhanh và tai mod 3.0, cáp sạc đầy nghe. Đấy, tặng thêm cho mọi người cả miếng đệm cực lực và ốp lưng. Đấy, 1 triệu 550 000 đ nhá. RAM 4 bộ nhớ 64. Còn qua này là con Vest Smart Line 4 này. Con này em bán cho mọi người giá là 1.650 triệu nhá. 1.650 triệu con Life 4, mọi người chờ chốt em ba bỏ máy ra cho mọi người xem này cái hộp này nó hơi chặt này 4 nhá Đó. ngoại hình của máy cũng còn rất là đẹp luôn nâng đẹp này. viền đẹp chân sạc tay si có hỗ trợ sáng nhanh màn hình đẹp nhá cũng không có bị á mố chứ cả màn hình tràn viền đục lỗ này đấy. con này ra uh, của nó là RAM 4 g nhá ra của nó này 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó cũng là 64 mươi bốn g ra bốn bộ nhớ 64 mươi bốn smart tay bốn nhá mà là 1 650 Đấy, cũng có củ sạc nhanh 18W 3.0 cáp sạc tai nghe đầy đủ hết nhé Đấy, 1 650 Đấy, Smart Life 4 bản dâm 4 bộ nhớ 64 nhé Còn con này là con uh, Zipme 12C này con này là máy của Nhật nhưng mà nó là phiên bản quốc tế hai sim nhé Đấy, bản RAM uh, 4GB bộ nhớ là 128GB Máy mới nguyên siêu này vẫn còn nguyên siêu, chưa khui siêu nhé. Con này thì nó được tặng uh, kèm thêm một bộ sạc Đấy, và miếng dán màn hình. Mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm cho mọi người một chiếc tai nghe nữa. Này là nó cũng đầy đủ hết tất cả phụ kiện nhé. Giá bán cho người là hai triệu rưỡi và máy mới nguyên siêu này thì, uh, cái chế độ bảo hành nó sẽ tốt hơn những dòng máy đã qua sử dụng. Con này được bảo hành 12 tháng, nỗi một đổi một trong vòng một tháng đồng nhé. Xiaomi 12 c hai triệu rưỡi, máy mới nguyên siêu, chưa khui siêu luôn. Còn con này là con uh, S21 FE 5G nhé S21 FE 5G Con này vẫn còn bảo hành chính hãng đến 19 tháng 2 năm 2024 Em bán người giá là 5 triệu 6 Đấy, Con này em uh, mua được của một anh khách này Vẫn còn bảo hành chính hãng nhé Đấy, Và anh ấy vẫn còn uh, cả hộp Phụ kiện của những dòng đời mới bây giờ thì họ chỉ tặng cho mình đúng mỗi một dây cáp sạc thôi Đấy, Đúng mỗi một dây cáp sạc nếu mọi người lấy máy này thì em vẫn tặng thêm cho mọi người miếng dán cường lực và một củ sạc nhanh nữa, một củ sạc nhanh Đấy, Con này ngoại hình thì cũng có bị sức móc một chút rồi. Đây lưng của nó thì hơi có vết dạn ở góc dưới này Đấy, cũng có bị sức da một hết dạng. Nhưng máy thì cam kết là ZIN 100% nhé. Đấy, viền thì cũng có một vài vết móp rồi, Đấy, một vài vết móp nhẹ ở phần góc dưới thôi, Đấy, hơi móp nhẹ một chút nhé. Đấy, màn hình nhìn đẹp, trong veo luôn, không có một chút ám ố nào cả. Chạy rất là mượt nhé, màn 120 hẹp rồi con này ở uh, giam 8 g bộ nhớ 128 g giá bán cho là 5 triệu 6 nhé vẫn còn bảo hành chính hãng máy thì hơi xước móc một chút thôi Đấy, bán là 5 triệu 6 nhé SM1FE5G còn con này là con uh, z 2 này máy quốc tế 2 ship máy 1800 Đấy, ngoại hình con này thì cũng còn khá là đẹp con này chống sốc chống qua đập rất là tốt luôn Zocchi z 2 nhé màn hình đẹp không xước không ám ố gì cả RAM 2GB và bộ nhớ lưu chữ của nó là 16GB nhá. RAM 2 bộ nhớ 16 bán 1800 trong khi giờ 2 nhá. Máy thì nhìn rất hầm hố. vậy lại con uh, Vsmart 1 Plus này, bản Việt hai sim bán 1 triệu tư Ở nước ngoài này thì nó hơi sức răm rồi, hơi sức răm một chút nhá. Viền đẹp, chân sạc tai xi này. đúng chỉ chê vẫn kính lưng nó hơi sức răm thôi. Viền với màn thì rất đẹp nhá, không xước không á mố gì cả. Ra một con này nó là RAM 6GB nhá. RAM 6GB này, 6GB RAM. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB, RAM 6 bộ nhớ 64. Giá chỉ có 1 triệu tư thôi. về Smart Active 1 Plus nhé. Con này là con Vivo i19 này, bản Việt 2 SIM, bóng này 1 triệu rưỡi. Nưng viền thay mới rồi, bóng đẹp không xước sát gì cả. màn hình đẹp nhé, không xước, cũng không có bị ám ố gì. ra RAM của con này nó là RAM 4GB nhé. mọi người chờ chút em cho mọi người xem bộ nhớ RAM của nó này. RAM 4 và bộ nhớ lưu trữ là 128 GB, RAM 4 128 và một triệu rưỡi này. Có lại con Zmi Note 10T 5G quốc tế 2C, mà 2 SIM mã ngoài triệu 2. À, ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi, lưng đẹp, viền đẹp. Không có gì để chê cả. Màn hình đẹp nhá, không xước, không á mô gì. Ra một con này nó là RAM uh, 4 cộng 1 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó, nó 64 GB. Pin trâu nhá, pin 5000. 2 triệu 2 này. Con này con uh, Zidmi Note 10S này, bản Việt 2 sim máy 12 triệu 8 nhá. Máy màu vàng, nhìn rất là đẹp nhá. Lưng đẹp, viền đẹp, ngoại hình con này đẹp ken luôn. Màn hình thì hơi sức giam một chút thôi. Nhưng con này màn hình AMOLED, màu sắc rất là đẹp nhá. Cảm ứng mượt mà, cảm biến vân tay rất là nhạy này. Đặt là mở luôn. Cấu hình thì cực kỳ ngon luôn, màn AMOLED. Nét căng, không có một chút AMO đâu cả. Ra của con này nó là 6 cộng 1GB, bộ, bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Pin trâu nhá, 5000 Đấy, bán người là 2 triệu 8 đấy có con Sony XZ2 bản nhật một sim bán người 2 triệu 1 nhé ngoại hình nó chỉ hơi sức nhẹ thôi không cần móp gì đâu chân sạc tái xi này Đó, viền rất là đẹp bóng loáng màn hình đẹp không có một vết xước này một vết ám ố nào cả ra của nó là ra 4GB và bộ nhớ như chiếc của nó là 64GB bán người là 2 triệu 1 này con này là con A50 này, IMEI của nó 750, bản Việt 2 SIM, bán là 1 triệu nhé. Con này nó bị lỗi cảm biến vân tay, chức năng khác ok nhé. Đấy, nâng viền thay mới rồi, bóng đẹp không có bị xước sát gì cả. Màn hình con này cũng là màn hình thay rồi, nhưng mà hiển thị của nó còn đẹp, cũng không có bị ám mố gì. Để ra một con này nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g Bán là 1 triệu nhé, A50 này. Quay con, con A21S này, IMEI của nó 181 bản Việt 2 SIM, bán 2.1, nâng đẹp. Để viền con này nó chỉ hơi sức nhẹ tí đi thôi bin châu nhá, bin 5000, màn hình đẹp xuất sắc luôn. Không một vết xước và không có một vết ám ô nào cả, màn hình tràn viền độc lỗ này. Ra một con này nó là ram 6 GB nhé, và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 GB, 6, bộ nhớ 64, bin châu, bin 5000 nhá. 2.1 này. Con này con A51 này, IMEI của nó là 203 bản Việt 2C, 2 SIM, mà con triệu 2.6 nhá. đẹp, lại, viền đẹp. Ngoại hình con này cũng gần như đẹp keng rồi và màn hình đẹp, không có một vết xước và một vết ám ô cả màn hình AMOLED nên nó rất là mượt mà nhé RAM 6 bộ nhớ 128 bản Việt 2 SIM bảo 2 triệu 6 này có con S7S này em ghi tắt là S7E nhé e của nó 878 bản Hàn 1 SIM bảo 750 nghìn nước này thay mới rồi là bóng đẹp không xước sát gì cả viền đẹp nhé viền không có một vết gần móp và mà cả màn hình không xước mà hiển thị thì có sọc này Đấy, à, có một đường sọc chỉ nhỏ này Đấy, à, hiển thị màn hình thì nó cũng có bị đốm ở đây Đấy, một vết đốm và cũng có bị ám lưu hình một chút nhé nếu cảm ứng thì ok hết, ra 4 g bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g cảm biến vân tay hỗ trợ xoay nhanh và mọi chức năng đều ok. Đó là 750 000 nhé. Con này là con S7S này, email của nó là 562 bản Nhật, bộ xin nó là 1 6, 8 Nâng đẹp, viền đẹp, vậy con này còn như đẹp keng rồi, màn hình đẹp, không xước Nhưng mà hiển thị màn hình thì nó hơi ám nhẹ một chút nhé Đấy cảm biến vân tay hỗ trợ chẳng nhanh đều ok hết mọi chức năng đều ok quay ám siêu nhẹ luôn nhìn qua cam thì gần như là không thấy con này xếp vào không ám được luôn đấy da của nó là da 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi hai g một triệu tám nhé con này con s 8 này IMEI của nó bảy tám sáu bản mỹ một sim mấy người là một triệu tám nhé Còn này con này, nó cũng chỉ hơi sức nhẹ thôi hơi sức da một chút thôi màn hình không xước hiển thị màn hình nó cũng hơi ám nhẹ nói chung là con này với con fpe thì độ ám thôi nó nhẹ như nhau gần như là nhìn qua cam không thấy luôn vẫn rất là trắng sáng nhé ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 gb bốn g và là một triệu 8 này có con S9 Plus này, email của nó là 397 bản Hàn đã lên 2 SIM rồi, bán ngày 3 triệu Đấy, Máy màu đỏ mặn nhá, Đấy, một vết xước nông mèo ở đây thôi Đấy, Vân tay thì cũng có bị chóc sơn rồi, nhưng mà vẫn cảm biến vân tay bình thường Về viên thì đẹp nhá, viền thì nét căng luôn, không có một vết cấn móp nào cả Màn hình đẹp, không xước không ám ố ra một con này nó là ram 6 g và bộ nhớ nó là 64 g bán người là 3 triệu này con này là con F10 Plus này email của nó là 251 bản Việt hay sim bán về 4 triệu 2, 2 nhé nâng đẹp viền thì hơi sức nhẹ thôi, hơi xước móc nhẹ một chút thôi không có bị cấn móc sâu đâu màn hình đẹp nhé không xước không ám ố gì cả hiển thị nét căng ra một con này nó là ram 8 g và bộ nhớ như chữ của nó là 128 GB nhé em một người chờ chút em sẽ cho một người xem cái bộ nhớ ram của nó ram 8 này và bộ nhớ là 128 GB nhé đây, bộ nhớ 128 GB con này bán người 4 triệu 2, 2 này phải con S20 5G này, email của nó là 367 bản Mỹ 2 sim, có là 4 triệu 400 nhé Nưng đẹp, viền đẹp, loại hình con này gần như đẹp keng rồi Màn hình đẹp nhé, không xước, không ám mố chứ cả Ra một con này nó là RAM 8 g và bộ nhớ là 128 g, 128 128. Có nghĩa là 4 triệu 400 này. Và con Note 20 5G này, email của nó là 811, bản 2 một sim nó là 5 triệu 2. Để nâng đẹp, viền thì hơi sức nhẹ thôi. chấm chấm ghi một chút thôi. Màn hình đẹp nhá. Không xước, không có bị á mố gì cả. Ra một con này nó là RAM 8 g, bộ nhớ là 256 g nhá. Con này bản là 5 triệu 2 này. Quay con S21 5G, email của nó là 643 bản Mỹ 2 SIM mã 5 triệu 4. Nâng đẹp nhá. Viền chỉ hơi sức nhẹ tí tí thôi, một vài vết chấm kim thôi, nói chung là không đáng kể gì cả. Màn hình đẹp, không xước cũng không á mố gì cả. Ra một con này nó là RAM 8 g bộ nhớ 128 g nhá. là 5 triệu 4 này. Con này là con S21 5G này, email của nó 429 bản Mỹ 2 SIM mã 5 triệu 4. Đấy, nâng hơi sức nhẹ một tí thôi. Một vài vết chấm thôi nhá. Viền đẹp màn hình đẹp không xước cũng không ám mố gì cả hiển thị nét căng ra một con này nó ở ram 8 g bộ nhớ 128 g báo là 5 triệu tư này, này con S21 plus 5G này con s 21 plus 5 g này của nó 756 bản mỹ hay SIM, báo người sáu triệu tư nâng đẹp Đấy, viền thì hơi xước nhẹ thôi không cần móp nữa màn hình đẹp nhé không xước cũng không ám mố gì cả Đấy, hiển thị nét căng ra của nó là ram 8 g bộ nhớ 128 màn 120 trăm rất là mượt mà nhé báo là sáu triệu tư này con này là con uh, S21 Ultra 5G IMEI 817 bản Mỹ 2C, 2 sim báo 5 triệu 2 nâng đẹp viền đẹp màn hình không xước hiển thị màn hình thì uh, nó có bị đốm nhá đốm ở mép này à, nhưng mà rất là trong không có bị ám gì cả cảm ứng ok hết nhá đốm thôi nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng nữa Kể cả chỗ đốm này cảm ứng ok hết nhá màn thì cực kỳ là trong con này thì cấu hình thì siêu ngon rồi bản uh, 5G nên là ra của nó nó ra 12G nhé và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g mọi chức năng đều ok hết bán ngày năm triệu 2 này thì trên đây là những máy hôm nay em bán người mọi người để máy gì cứ nhắn qua ra số 0344 9946 cho em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người